Bây giờ xin mời bà con mình nghe bài viết của Phan Nhật Bắc, Chuẩn tướng Lê Văn Hưng. Lâu lắm, hơn 20 năm tôi mới nhớ đến dì Kim Hoàng, vợ tướng Lê Văn Hưng, nhận lá thư cuối cùng của dì từ Bangkok, Thái Lan năm 1985. Dì lo âu và khuyên nhủ cho cuộc hành trình về Lào của tôi. Bà lo lắng viết thư cho Ngô Lâm báo, vì nước của một tổ chức hệ tiên rồng đã ly khai khỏi tổ chức tôi. Hỏi về cuộc hành trình đi về của Lào sắp đến mà tôi sẽ đi. Xin một lời cảm ơn muộn màng đến dì. Hôm nay tôi viết một bài về tướng Lê Văn Hưng. Lục lại hình và thư dì gửi cho tôi thì tất cả biến mất không biết bỏ đâu. Dì Hoàng không biết còn sống hay đã mất. Ba em, Quốc, Hải và Hà ra sao? Quốc và Hải được đi Mỹ không biết lúc nào. Dì Hoàng và em Hà vượt biển đến Bi Đông Mã Lai năm 1983. Tôi đề nghị bảo lãnh dì đi Úc, nhưng Quốc và Hải đang ở Mỹ, nên dì phải đi Mỹ. Địa chỉ cuối cùng là Fort George. Sau khi từ Thái Lan về, tôi mất địa chỉ của dì và lang thang khắp nơi. Gặp ký giả Nguyễn An Ca qua Úc, gặp Phạm Duy và Julie Quang hát yểm trợ tổ chức. Tôi hỏi địa chỉ của dì viết thư cho bà khen tôi thông minh. Khi hỏi chú Nguyễn An Ca địa chỉ của bà, thật ra tôi đâu có biết tình thân giữa tướng Hưng và ký giả Nguyễn An Ca. Chị hỏi Lý Hên, ai dè trúng đài. Bây giờ ký giả Nguyễn An Ca cũng không còn để mà hỏi về tin gì. Có nhiều bài viết về các tướng chuẩn tiết trong lúc miền Nam rơi vào tay Cộng sản, nhưng thiếu bài viết về tướng Lê Văn Hưng. Hôm nay gần ngày 30 tháng 4 sắp đến, tôi đốt nén hơn lòng viết đôi chút về tướng Lê Văn Hưng. Tôi đang thật sự rất cô đơn trên cuộc đời này, và không ở lứa tuổi bảy bó, bây giờ vô nghĩa. Tôi bây giờ như một hình nhân sống, ăn uống, cười nói, nhưng không có hồn. Chờ Diêm Vương ban cho sự vụ lệnh về vùng năm, hay là tôi tự viết cho mình một sự vụ lệnh. Hậu xét, giờ tôi đặt bút viết về Dượng Lê Văn Hưng. Năm 1970, tôi và thằng bạn gọi tướng Hưng bằng chú họ, đi xe từ Vũng Tàu về Mỹ Tho, đến dinh tỉnh trưởng Phong Dinh, thăm ông và dì Hoàng. Lúc này ông là tiểu khu trưởng bận rộn, nhưng cũng dành cho hai thằng thiếu sinh quân nhóc một ân huệ, là ông tự lái xe đưa chúng tôi dạo thành phố Cần Thơ. Tôi được thượng lên ghế trưởng xa, ngồi bên tay phải của ông, vên váo nhìn người qua lại, rồi ra bến Ninh Kiều, vào phố đi ăn kem chơi hai ngày. Chiều Chúa Nhật, có chuyến bay Caribou của Úc từ phi trường Trà Nóc về Biên Hòa. Ông sai cận vệ chở chúng tôi đi ké, vì có một sĩ quan Úc là bạn thân của ông về Biên Hòa. Sau này ông làm tư lệnh sư đoàn 5. Tôi và thằng bạn ra trường. Tôi đã về công tâm cuối năm 1971, nên không gặp được nữa, cho đến khi mất nước và liên lạc lại được với vợ ông, lúc dì vượt biên qua Mã Lai năm 1983. Tướng Lê Văn Hưng tốt nghiệp khóa 5 vì dân tại trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức, khai giảng ngày 19 tháng 6 năm 1954, mãn khóa tháng 2 năm 1955, chức vụ sau cùng, tư lệnh phó quân đoàn 4 Việt Nam Cộng Hòa. Tôi không viết về ngày cuối cùng của ông, dì Hoàng đã viết. Tôi chỉ viết về những chi tiết nhỏ mà tôi biết về ông, qua một cố vấn người Mỹ kể lại thật ra không mới mẻ gì đã có trên mạng. Năm 1972, tướng Hưng tử thủ tại An Lộc, một chiến trường khốc liệt. Đôi khi chiến xa Việt Cộng không xa căn hầm chỉ huy của ông. Ông được tưởng thưởng đệ tam đẳng Bảo Quốc Huy chương và anh dũng bội tinh với nhành Dương Liễu. Đến tháng 5, ông về làm phụ tá hành quân cho tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, tư lệnh quân đoàn 4. Đến năm 1973, về làm tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh không bao lâu. Đến tháng 11, ngày Quốc khánh Việt Nam Cộng Hòa, lại bàn giao sư đoàn 21 cho tướng Mạch Văn Trường, về làm tư lệnh phó quân đoàn 4. Cái may hay rủi tôi không biết,
nhưng tướng Lê Văn Hưng mà làm tư lệnh quân đoàn, ông sẽ đánh không đầu hàng. Ông không cộng tác với tướng Dương Văn Minh. Ông tuyên bố trước khi tuẫn tiết. Ông nói, tôi bằng lòng chọn cái chết. Tướng mà không giữ được nước, không bảo vệ được thành thì phải chết theo thành. Tướng Hưng có 28 anh dũng bội tinh và 3 chiến thương bội tinh, cùng nhiều huy chương giá trị khác như Bảo Quốc Huân Chương, Chương Mỹ Bội Tinh, Lục Quân Huân Chương, Ưu Dũng Bội Tinh và Silver Star, Five Bronze Star, With V Divide của Mỹ. Câu tuyên bố nổi tiếng của ông, tôi đã nhận lệnh rõ ràng của Tổng thống, nếu không giữ được An Lộc, tôi sẽ chết theo An Lộc. Ngày nào tôi còn, An Lộc còn. Tướng Lê Văn Hưng, một vị tướng văn võ song toàn, nhiệm vụ nào ông cũng hoàn thành xuất sắc. Ông đọc sách rất nhiều, luôn cả các nhà văn nổi tiếng ngoại quốc. Khoảng thời gian làm tỉnh trưởng Phong Dinh, ông dành nhiều thời gian rảnh để đọc sách kiến thức. Ông rất uyên bác, ông là một trong năm ngũ hổ miền Tây, với Lê Trọng Kiệt, Nguyễn Văn Huy, Hồ Ngọc Cảnh, Vương Văn Trỗ. Những sĩ quan xuất sắc này đều là dân miền Tây. Hơn 46 năm, bọn tự cho là đỉnh cao trí tuệ loài người, chiếm miền Nam hết sức bôi nhọ quân lực Việt Nam Cộng Hòa và chửi bới các tướng lãnh, dù họ đã tuẫn tiết. Những bài viết cẩu thả của tờ báo Quân đội Nhân dân Cộng sản, đa số thiếu kiến thức, tối thiểu viết sai viết bậy về thời điểm 30 tháng 4, đầy rẫy chúng tung lên mạng, xuyên tạc vu khống cả một chiến dịch, kẻ chiến thắng viết lịch sử bẻ cong ngòi bút, hèn hạ với người chiến bại. Không xứng đáng là những người lính tôn trọng cuộc chơi, thêm một lũ a dua nịnh bợ, phe ta trở cờ bôi nhọ đồng đội lúc nhúc như đĩa xuất hiện. Ông cha ta khi sầm nghi đóng tuẫn tiết lúc xâm lăng Việt Nam vẫn lập đền thờ một vị tướng có khí tiết, như bọn khỉ Trường Sơn không học được bài học làm người từ tiền nhân của dân tộc. Chiến tranh thắng thua là chuyện thường của hai võ sĩ, đừng đem thắng bại luận anh hùng. Chỉ sợ cho lớp trẻ sau này bị đầu độc một cách kinh ngạc. Đa số thanh niên Việt Nam sinh sau năm 1975 xuất hiện trên net qua các bài viết về Việt Nam Cộng Hòa. Họ chửi bới một cách vô học, nào là bọn ba que, bọn đu càng, bọn trục quần chạy, bọn bán nước vân vân. Bỏ đi những rác rưởi đó, xin các bạn đọc tiếp và nghe hết bài viết. Tôi cũng xin lỗi gia đình dì Kim Hoàng khi đưa bài này lên cho chú Tám TV đọc vì không liên lạc được. Không trách người đáng khen, không khen người đáng trách. James Parker Jr., tác giả cuốn The Last Man Out, A Personal Account Vietnam War, là một viên chức tình báo CIA rời khỏi Việt Nam cuối ngày 1 tháng 5 năm 1975. Sau 10 năm phục vụ, giai đoạn đầu là một quân nhân, giai đoạn sau trong ngành tình báo Hoa Kỳ, trong cuộc chiến tranh Việt Nam, tác giả tự hào là I was among the first men in and I was the last man out. Và cuốn sách trên được Đô đốc Elmo Zumwalt, tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ trẻ tuổi nhất trong lịch sử hiện tại, đánh giá là sống động thuyết phục, một bổ sung quan trọng cho nền văn học kỷ nguyên Việt Nam. Được biết thêm, Đô đốc Elmo Zumwalt trong thời kỳ cuộc chiến Việt Nam leo thang là chỉ huy trưởng chiến dịch Silor, phát xuất từ căn cứ Nam Căn Cà Mau trong thời kỳ Việt Nam hóa chiến tranh. Ông đề nghị và thi hành kế hoạch ACTO chuyển giao và trang bị quân cụ hải quân nhanh chóng cho Việt Nam. Đặc biệt trong Last Man Out, rải rác trong nhiều chương, tác giả đề cập qua ghi chép và nhận xét đến nhiều nhân vật tên tuổi mà ông đã có cơ hội làm việc chung như tướng Nguyễn Khoa Nam, tướng Lê Văn Hưng, Trần Văn Hai, Hồ Ngọc Cảnh. Tác giả mô tả tướng Nguyễn Khoa Nam điềm đạm thâm trầm, làm việc mẫn cán, chu toàn trách nhiệm. Tướng chỉ huy Trần Văn Hai khép kín, hút thuốc nhiều và có ít nhiều thành kiến với cố vấn và giới chức người Mỹ. Nhưng vị tướng này có tài quân sự, biết nhận định tình hình về chiến thuật và chiến lược.
đã cho tác giả James Parker biết trước ngày 22 tháng 4 là Sài Gòn sẽ bị bao vây và mất trong 7 ngày sau đó, căn cứ theo sự thẩm định và ước đoán về tình hình quân sự và những diễn biến chính trị rất xấu cho miền Nam trước đó. Tướng Hai nghiêm mặt nâng cao ly cà phê đặt trong chiếc bình giữ ấm mời tác giả cụng ly để cầu nguyện cho những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh và chúc lành cho nhau. James Parker dành cho Đại tá Hồ Ngọc Cẩn một sự cảm mến nồng hậu về những chiến công của Đại tá Cẩn và khen can trường và thanh liêm. Riêng tướng Lê Văn Hân, tác giả James Parker, dành nhiều chi tiết hơn trong cuốn sách của ông. Trong suốt thời gian về làm việc tại vùng châu thổ sông Cửu Long vùng 4, chủ yếu tại Cần Thơ và các tỉnh lân cận trong vai trò case officer của CIA, nên có dịp gặp tướng Lê Văn Hưng thường xuyên. Ngày đầu tiên gặp tướng tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa, tác giả lấy làm lạ về cách đánh giặc và điều quân của tướng Lê Văn Hưng là thủ nhiều hơn công. Khi hai người trao đổi với nhau về kế hoạch quân sự trong vùng, thì tướng Hưng nói với James Parker tại sao đánh một trận chiến đang thua. Tướng Hưng đã biết trước cuộc chiến sẽ thua và ông Thiệu cũng đã biết. Tác giả thắc mắc thì tướng Hưng cười nói, tôi có còn những chọn lựa nào nữa, rồi nói đây là đất nước của tôi. Sau nhiều tháng liên tục làm việc để lập một mạng lưới tình báo trong vùng châu thổ, tác giả ghi nhận tướng Hưng dành rất nhiều thời giờ cho việc trận mạc. Sáng sớm, ông dùng trực thăng đi thị sát và trao đổi với các đơn vị trưởng địa phương. Sau đó trở về họp tổng kết tại bộ chỉ huy sư đoàn, nhiều lúc họp về đêm nếu tình hình sôi động. Càng về sau, James Parker mới hiểu thấu đáo về ông tướng Việt Nam trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn với nhau ngay trên quê hương mình. Vả lại tướng Hưng là người theo đạo Phật, ông tin vào định mệnh những gì xảy ra, với hậu quả gì đem đến đều là sự an bài xếp đặt trong vạn vật cả. Tuy nhiên tháng 2 năm 1975, theo lệnh cấp trên từ Bộ Tư lệnh Quân đoàn tại Cần Thơ và Sài Gòn, tướng Hưng phát lệnh tấn công một lực lượng quân sự quan trọng của Cộng sản tại phía đông tỉnh Chương Thiện, nằm trong mật khu lâu đời U Minh, với những khó khăn phương tiện eo hẹp. Theo James Parker, đây là một cuộc động binh lớn và gian nan nhất mà tướng Hưng tấn công Cộng sản theo lối liệu cơm gấp mắm, thiếu hụt đủ thứ, không yểm trợ hạn chế, không triển khai hết được những vũ khí và cơ giới nặng, điều động nhanh, đánh thần tốc. Dù rằng quân đội Mỹ đã để lại nhiều súng đại bác, nhưng đạn lại thiếu, mìn Claymore thì thiếu ngòi nổ, Activator. Phần nhiều đạn đã hết hạn lép không nổ, nhưng nhờ tài chỉ huy giỏi, sự can trường của các cấp binh sĩ và sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, tụi Cộng sản bị đẩy lui vào rừng U Minh. Kết thúc trận đánh lớn như vậy dĩ nhiên, nhưng tổn thất đôi bên phải nhiều. Tác giả ghi nhận lại tâm trạng của tướng Hưng trong hoàn cảnh tàn cuộc hành quân như sau. Tướng Hưng không biết thực tế mình có thắng lợi thực sự hay không, nhưng ông đã chơi xả láng những gì mình có trong tay để được gì đây, mà ông cũng đã chịu đựng nhiều tổn thất không ít. Trong con người tướng Hưng là một văn nhân, James Parker đã làm việc với tướng Hưng như một người bạn đời. Những buổi chiều rảnh rỗi thường hỏi thăm về gia đình, bàn chuyện thời sự, chuyện nước Mỹ, chuyện văn chương. Kiến thức tướng Hưng uyên bác khiến tác giả kinh ngạc. Ông thường đề cập đến các nhà văn và tác phẩm văn chương Mỹ mà tác giả chưa đọc tới. Dù là James Parker cũng một sách, đọc 2-3 cuốn mỗi tuần, tướng Hưng ưa kể chuyện về lịch sử Việt Nam và chiến tranh Đông Dương. Ông nói chuyện từ tốn, cân nhắc, luôn luôn cười ngay khi cả tranh luận về vấn đề quan trọng. Tướng Hưng có những nét tự tin đặc biệt và quanh người ông toát ra vẻ thanh thản, trầm tĩnh, tánh tình khả ái, dễ gây được cảm tình của mọi người. Ông đã chinh phục được con tim một nhân viên CIA Mỹ, tạo ra một tình bạn thân thiết giữa hai người. James Parker đã dành riêng phần lời bạc để kể lại một cái chết hùng tráng bi thương của tướng Lê Văn Hưng.
Đây là lời bạc phần dịch của cuốn sách Last Man Out. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, đúng 7 giờ tối, tướng Lê Văn Hưng, cựu tư lệnh sư đoàn 21 bộ binh và phó tư lệnh vùng 4 và là người bạn của tôi, đã nhắn gọi vợ ông đến văn phòng làm việc tại Cần Thơ. Tướng Hưng cho vợ biết là một nhóm nhân sĩ địa phương đến thỉnh cầu ông đừng chống trả với lực lượng Việt Cộng đang tiến vào thành phố. Chúng hăm dọa sẽ phá nát Cần Thơ thành đống gạch vụn và gây thương vong cho nhiều dân lành. Tướng Hưng nói với vợ rằng, ông hiểu rõ chuyện đó, sẽ không để Cần Thơ biến thành bãi chiến trường tuyệt vọng. Ông cũng đã có kế hoạch hành quân mật lui về rừng núi để chống cự. Đầu hàng Cộng sản không phải là giải pháp mà ông lựa chọn, nhưng phút chót vị tham mưu trưởng hành quân biến mất với kế hoạch hành quân theo tàu hải quân ra đi. Tướng Hưng chưa bao giờ nghĩ đến việc gặp tên Việt Cộng Thượng tá Hoàng Văn Thạch để bàn giao vùng trách nhiệm của mình. Ông không bỏ nước và binh sĩ để thoát thân. Ông đã chọn cho mình một vinh dự mà người tướng nào cũng nghĩ đến khi mất nước, là tự quyết định sinh mạng của mình. Vợ tướng Hưng bật khóc và năn nỉ, ông hãy suy nghĩ lại, tại sao mình không bỏ ra ngoại quốc giống như những người khác? Bà hỏi ông. Tướng Hưng lặp lại lần nữa với vợ về trách nhiệm với những quân nhân và đất nước. Ông ôn tồn chậm rãi nói tiếp, mình đừng đẩy anh mất lòng kiên định. Giờ đây nếu ra lệnh đánh tiếp thì cũng chỉ đem lại rắc rối chết chóc cho gia đình binh lính và dân lành. Anh không muốn thấy mặt thằng Cộng sản nào hết. Tướng Hưng đứng dậy ôm vợ vào lòng và rơi nước mắt. Sau cùng ông nói, lẹ lên đi mình, mời má và dẫn các con vô gặp anh. Khi tất cả bước vào văn phòng làm việc của ông Tướng Hưng, lời nói chia tay và hôn từng đứa con. Bên ngoài, nhiều sĩ quan thuộc cấp và binh sĩ đang xếp hàng chờ lệnh. Tướng Hưng tuyên bố việc chiến đấu đã chấm dứt. Ông nói nước mắt do lãnh đạo kém tại Sài Gòn và xin thuộc cấp thứ lỗi. Nếu như cá nhân ông có lỗi lầm nào đó, bầu không khí nặng nề. Tôi xin chấp nhận cái chết vĩnh biệt các anh em. Tướng Hưng chào và bắt tay từng người rồi nói họ nên về. Một vài sĩ quan và binh lính họ không chịu về, ở lại chia sẻ chung nỗi đau, buộc lòng ông phải tới đẩy họ về. Ông nói với vợ đừng nài nỉ thêm điều gì nữa. Ông đi vào phòng, đóng cửa. Chỉ trong khoảnh khắc sau đó, vang lên tiếng súng, Tướng Hưng đã tự sát bằng súng. Phần bạc hết. Cuối trang sách Last Man Out, James Parker đã chọn bài thơ Một người lính Mỹ vô danh làm tại cao nguyên trong phần Việt Nam khoảng năm 1969, tạm dịch. Đừng đứng bên mộ anh mà nhỏ lệ, anh không ở trong mộ này, anh không chết đâu em. Anh là ngọn gió ngàn phương, anh là kim cương tỏa sáng trên tuyết lạnh, anh là ánh nắng nhuộm vàng hạt lúa chín, anh là giọt mưa của trời thu êm ả. Khi em thức giấc lúc ban mai thinh lặng, anh đuổi cho đàn chim bộ cánh vụt bay cao, những cánh chim lặng lẽ lượn vòng tròn. Và thôi em, đừng đứng bên mộ anh mà khóc, anh không ở trong mộ này, anh không chết đâu em. Bài thơ vô danh của một người lính Mỹ nào đó khóc bạn, James Parker đính kèm theo phần viết về tướng Lê Văn Hưng, như một bồng hoa tan cho một vị tướng có cách hào hoa. Bởi vì trong đời thường và trong quân ngũ, tướng Hưng vẫn không giấu trong bộ đồ lính những nét hào hoa phong nhã. Nhiều người nói tướng Hưng có tướng quan văn hơn quan võ, chẳng qua ông quan này khoác chiến y và áo giáp chống đạn trong thời chiến mà thôi. Lúc còn là sĩ quan trẻ, tướng Hưng quậy tới bến. Sau khi hành quân về hậu cứ nghỉ ngơi, không ai trách được vì người lính sống nay chết mai. Tướng Hưng đã thăng hoa giữa chiến trường Bình Long và nở đẹp tại chiến trường An Lộc, cùng hấp hối theo vận nước và đã trở thành bất tử trong lịch sử và quân sử Việt Nam. Nơi trang cuối trem với dụng ý vinh danh và tưởng niệm tướng Lê Văn Hưng, tác phẩm Last Man Out đã sắp bài thơ không tựa. Huấn lệnh quân sự của danh tướng Douglas MacArthur, Tổ quốc
danh dự, trách nhiệm. Cùng lúc đó, khoảng thời gian không ngắn trước khi tướng Hưng tự tử, tướng Nguyễn Khoa Nam đi thăm thương binh tại Quân y viện Phan Thanh Giản, Cần Thơ. Đến một thương binh mất một chân, chân còn lại treo lên khung quấn đầy băng và máu. Ông hỏi, em tên gì? Dạ, em tên... Em ở đơn vị nào, có khỏe không? Dạ, em khỏe. Em ở tiểu khu Vĩnh Bình. Em nằm nghỉ dưỡng bệnh. Rồi tướng Nam đi hết hỏi thăm từng người đến một thương binh. Anh cục hai chân vải băng còn rịn máu, đứng gần bên tướng Nam hỏi, vết thương em đã lành chưa? Thưa thiếu tướng, vết thương mới mấy ngày còn ra máu. Vẻ mặt thật buồn, tướng Nam nhíu mày, cặp kiến đen lay động. Tư lệnh chưa kịp nói thì anh thương binh bất chợt nắm tay tư lệnh méo máu nói, thiếu tướng đừng bỏ tụi em nghe thiếu tướng. Tướng tư lệnh nói, qua không bỏ các em đâu, qua ở lại với các em. Vâng, tướng Nguyễn Khoa Nam và tướng Lê Văn Hưng ở lại với binh sĩ của mình. Cả hai tuẫn tiết, máu hòa lẫn với máu binh sĩ nhuộm thấm vùng châu thổ miền Tây. Sinh vi tướng, tử vi thần. Sau bao nhiêu năm, ai chính, ai tà, ai bán nước, ai mị dân, tất cả mọi người đã hiểu chúng cai trị trên nòng súng. Nếu vứt súng đi, bọn vô lại sẽ biến thành lũ khỉ trở về với rừng Trường Sơn, mà chúng đòi đốt sạch để chống Mỹ. Nhưng hôm nay rừng cũng đã hết, biển cũng đã cạn. Tài nguyên chúng vơ vét đến tận cùng của mảnh đất quê hương. Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây. Còn gì? Có còn chăng là những tử sĩ anh hùng trong nghĩa trang Biên Hòa chưa quên lãng, hay những người lính già phiêu bạt khắp nơi? Tướng Lê Văn Hưng tự sát lúc 8 giờ 45 phút tối ngày 30 tháng 4, và tiếng súng cuối cùng của tướng Nam tự sát lúc 6 giờ ngày 1 tháng 5. Theo lời dì Hoàng vợ tướng Hưng, sĩ quan tùy viên Lê Ngọc Doanh, thì viết 7 giờ 30 sáng ngày 1 tháng 5. Bài viết có trích đăng của tác giả James Parker, nguyên tác tiếng Anh xuất bản năm 2000, có bán trên Amazon. Và một vài câu trong bài viết của sĩ quan tùy viên của tướng Nguyễn Khoa Nam Lê Ngọc Doanh, riêng tặng các bạn trẻ Việt Nam và hải ngoại, nghe và đọc để biết về lịch sử đất nước một cách trung thực, không bóp méo như bọn nhân dân giải phóng. Melbourne, Australia, ngày 3 tháng 4 năm 2022, tác giả Phan Nhật Bắc. Xin cảm ơn tác giả và cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.